Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Hạ Long, tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia, tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh, giá trị lý luận và thực tiễn. Các đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có các đồng chí Bùi Thế Duy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương trong tỉnh cùng các chuyên gia, nhà khoa học trong cả nước. Phát biểu chào mừng, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, Quảng Ninh đã mạnh dạn tìm tòi và đi tiên phong thử nghiệm những cách làm mới chưa có tiền lệ, đầy táo bạo sáng tạo, mang tính đột phá, giúp tạo nên những kỳ tích phát triển. Những thử nghiệm mới này đã cung cấp những luận cứ, luận chứng quan trọng để Trung ương có cơ sở khoa học thực tiễn quyết sách những chủ trương chính sách lớn cho sự phát triển chung của đất nước. Nhiều vấn đề mà Quảng Ninh đã mạnh dạn kiến nghị Trung ương cho thí điểm áp dụng, sau đó được tổng kết nhân rộng, đưa Quảng Ninh trở thành một địa chỉ đỏ khởi nguồn của những chủ trương chính sách mới mang tính đột phá của cả nước, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới của toàn Đảng và đất nước. Nổi bật là những đóng góp vai trò vị thế của một trung tâm công nghiệp khai khoáng và sản xuất nhiệt điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia với đội ngũ công nhân và phong trào công nhân sôi động. Đóng góp một mô hình tìm tòi và đột phá, đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, hướng vào chất lượng phát triển, tạo đột phá trong chuyển đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh, đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ hiện đại, chủ yếu bằng nguồn lực xã hội hóa, dựa trên nguyên tắc đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Đóng góp vào đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị địa phương hiện đại, tự chủ, năng động hiệu quả trước các thách thức an ninh phi truyền thống với những tình thế phức tạp chưa có trong tiền lệ. Xây dựng chính quyền phục vụ thân thiện với người dân và doanh nghiệp, đổi mới cơ chế để khai thông các điểm nghẽn, huy động phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm giải quyết các mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội. Đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền cả biên giới trên bộ và biển đảo vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Đó là thành quả tổng hợp của nhiều nhân tố, gắn liền vai trò lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, sự giúp đỡ của Trung ương và phát huy tính chủ động sáng tạo của địa phương, phát huy nguồn lực nội sinh và huy động sức mạnh từ hội nhập, hợp tác và kết nối, phản ánh ý chí tự lực tự cường, sức sáng tạo vô bờ bến của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy trách nhiệm người đứng đầu. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh đúc kết được nhiều bài học quý báu qua quá trình xây dựng và phát triển. Đó là chủ động bám sát, nắm chắc, tiếp thu, cụ thể hóa đường lối chủ trương của Trung ương phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể, lợi thế riêng có của tỉnh Quảng Ninh, thắt chặt sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ ban ngành và các địa phương trên cả nước, phát huy có hiệu quả mọi tiềm năng thế mạnh, huy động sức mạnh tổng hợp của tỉnh với phương châm nội lực là căn bản, ngoại lực là quan trọng, phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, cân bằng giữa các vùng miền, bình đẳng giữa các khu vực, không ngừng nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống nhân dân. Không ngừng đổi mới tư duy, tầm nhìn phát triển, xác lập tầm nhìn chiến lược, chủ động sáng tạo, bám sát thực tiễn, hành động theo quy luật khách quan và hợp với lòng dân, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành ở tất cả các cấp, các ngành vì lợi ích chung. Chọn đúng trọng tâm khâu đột phá nguồn lực để tập trung sự lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện dứt điểm kịp thời, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền theo đúng phương châm dân là gốc, dân là chủ, dân làm chủ. Trong thời gian qua, Quảng Ninh là tỉnh có nhiều tư duy và hành động đột phá, đã thu hút sự quan tâm và đặt ra nhiều vấn đề cần nghiên cứu đối với lãnh đạo các bộ, ban ngành, cơ quan trung ương, địa phương, các nhà khoa học, chuyên gia. Hội thảo được tổ chức đúng thời điểm Đảng ta đã bắt đầu khởi động quá trình chuẩn bị dự thảo các văn kiện Đại hội 14 của Đảng và đang tiến hành tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua, rất cần có thêm những điểm mới về lý luận và thực tiễn. Hội thảo đã nhận được hàng trăm bài viết, các ý kiến trao đổi, thảo luận, thể hiện sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của các nhà lãnh đạo, nhà khoa học, các chuyên gia để làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh. Cũng khá ít cái hội thảo mà thu được cái sự quan tâm nhiều như vậy, hơn 140 cái tham luận gửi tới hội thảo và có nhiều những cái báo cáo nghiên cứu rất là công phu, nghiêm túc, chuyên sâu. Tôi cho rằng là nó không chỉ có giá trị đối với Quảng Ninh, nhìn lại cái sự phát triển của mình, cái đột phá của mình, cả cái được và cái chưa được, và cũng là một cái bài học rất là quý cho các địa phương trong quá trình phát triển thời gian tới.
Với cách tiếp cận toàn diện, khách quan, khoa học, các ý kiến đi sâu phân tích, luận giải sâu sắc những vấn đề cốt lõi và tầm vóc giá trị to lớn của tư duy và hành động đột phá trong quá trình phát triển của tỉnh Quảng Ninh. Trong nhóm vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn, yếu tố điều kiện khách quan xác lập thúc đẩy tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh, các tham luận tập trung phân tích làm rõ Quảng Ninh là địa bàn có vị thế địa kinh tế, địa văn hóa, địa chính trị đặc biệt quan trọng với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, anh hùng, là nền tảng tạo động lực và nguồn lực quan trọng cho phát triển nhanh bền vững. Trên cơ sở nghiên cứu sâu sắc thực tiễn của địa phương, Quảng Ninh xác định rõ những tiềm năng lợi thế cạnh tranh, những điểm nghẽn nút thắt để có tư duy hành động đột phá tháo gỡ của quá trình phát triển. Quảng Ninh đã chuyển hóa những thách thức thành bối cảnh thuận lợi và thực tế cho thấy cách mà Quảng Ninh vượt qua khó khăn, rào cản lại tạo ra nhiều xung lực và sự bứt phá ngoạn mục hơn so với cách phát huy lợi thế vốn có. Tôi cho rằng thời gian vừa rồi Quảng Ninh đã lựa chọn những cái giải pháp mà phù hợp với lại cái hoàn cảnh về nhân văn, về văn hóa, về kinh tế ở tại đây, và nó phát huy được tác dụng, nó phát huy được động lực, nó trở thành động lực để phát huy được sức mạnh. Thì tôi cho rằng đấy chính là cái thành công của Quảng Ninh, là đường lối phát triển đúng với cái hoàn cảnh cụ thể và đúng với cái thời điểm cụ thể. Thì tôi cho rằng đấy chính là thành công rất lớn của Quảng Ninh, mà trước hết là của lãnh đạo Quảng Ninh. Các tham luận cũng chỉ rõ, Quảng Ninh đã lựa chọn được những vấn đề trọng tâm trọng điểm thể hiện tư duy và hành động đột phá như đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh, thực hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Với phương châm lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, triển khai đột phá chiến lược về đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, đảm bảo liên thông tổng thể, thúc đẩy kết nối vùng liên vùng nội vùng. Đẩy mạnh xây dựng thể chế, tiên phong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phản ứng nhanh với tình hình và tổ chức có hiệu quả các đường lối quyết sách mà Đảng bộ tỉnh đề ra. Tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, tạo cơ sở thu hút hiệu quả nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước. Quảng Ninh đã đi vào đột phá thể chế hành chính. Chính cái điều đó nó mở ra những cái cơ hội, cái môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, rồi là trong cái quá trình thực hiện của các đội ngũ cán bộ, tất cả các thứ trong thực thi nhiệm vụ của mình, nó thuận lợi và nó thông thoáng, nó góp phần vào cái việc thực hiện các nhiệm vụ. Thì tới đây theo tôi ấy, đây là một trong những cái vấn đề mà rất có ý nghĩa về mặt lý luận, và cần phải nghiên cứu tổng kết cả mặt thực tiễn. Các đại biểu cũng bày tỏ ấn tượng về quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh trong việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh bền vững, thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền với phát triển văn hóa con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh. Việc xây dựng phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên liên tục của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, được đặt trong mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với các nhiệm vụ về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hợp tác và hội nhập quốc tế. Tầm nhìn, tư duy, quyết sách, lòng dân, cố kết, đấy chính là văn hóa vậy. Đặc biệt Quảng Ninh có một truyền thống cực kỳ quý báu, đó là nơi cái nôi mà giai cấp công nhân Việt Nam ra đời. Truyền thống văn hóa, kỷ luật và đồng tâm, đấy chính là biểu tượng văn hóa của chúng ta cho đến ngày hôm nay vẫn đang hiện hữu. Nếu không có sự đoàn kết, chính là văn hóa, thì không có bất cứ một sự phát triển nào trong cuộc đổi mới một cách xứng tầm như mong muốn cả. Tại hội thảo, các ý kiến cũng tập trung đánh giá tư duy hành động đột phá của Quảng Ninh vào tầm vóc, diện mạo, vị thế mới của tỉnh, giúp Quảng Ninh vươn lên, đã và đang trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tại cuộc làm việc với tỉnh ngày 6 tháng 4 năm 2022. Có những đóng góp quan trọng vào sự đổi mới phát triển chung của đất nước. Những bài học kinh nghiệm quý báu của Quảng Ninh không chỉ có ý nghĩa đối với địa phương mà còn đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng chung cho toàn Đảng và đất nước trong tiến trình đổi mới. Tham luận về hệ giá trị của tỉnh Quảng Ninh, thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc, xã hội văn minh, hành chính minh bạch, kinh tế phát triển, nhân dân hạnh phúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hệ giá trị của tỉnh Quảng Ninh là mặt hợp trội của tổng thể các giá trị, các mối quan hệ giữa các giá trị đó và giữa các mặt cụ thể của chúng. Hệ giá trị của tỉnh không phải là phép cộng cơ học của từng giá trị, mà có sự gắn kết chặt chẽ, sâu sắc, tương hỗ giữa các giá trị đơn lẻ để cấu tạo nên giá trị mới mang tính hợp trội mà từng giá trị riêng lẻ không thể có được, cùng hướng đích vì sự phát triển chung của tỉnh.
Hệ giá trị của Quảng Ninh hình thành trên nền tảng thâu thái các giá trị phổ quát của quốc gia dân tộc với các giá trị đặc trưng không thể pha lẫn của các yếu tố vùng miền, khẳng định bản sắc địa phương là niềm tự hào, tự tôn của cộng đồng địa phương. Về mặt ý nghĩa, hệ giá trị của tỉnh Quảng Ninh là sợi dây nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai, vừa mang tính truyền thống vừa mang tính đương đại, phản ánh hơi thở của thời đại, trở thành mục tiêu, động lực, phương châm chỉ đạo, hệ đường dây để quy tụ lòng người, đoàn kết xã hội, xác định gắn kết các định hướng lớn cho công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh. Các giá trị đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh được định hình dựa trên cơ sở địa phương hóa các giá trị tốt đẹp của quốc gia, dân tộc và nhân loại, làm thành bản sắc cốt cách riêng có hệ giá trị Quảng Ninh, trở thành tầm nhìn phát triển địa phương. Đồng thời, giữa các thành tố của hệ giá trị Quảng Ninh có quan hệ khăng khít, chặt chẽ, tương hỗ, bao quát khá toàn diện trên các lĩnh vực điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội, chính trị, kinh tế, con người. Trong đó, thiên nhiên tươi đẹp là điều kiện, văn hóa đặc sắc là nền tảng, xã hội văn minh là chuẩn mực, hành chính minh bạch là môi trường, kinh tế phát triển là phương tiện và nhân dân hạnh phúc là mục tiêu cuối cùng hướng đến. Đây cũng là nội hàm cốt lõi trong mục tiêu quản trị phát triển bền vững địa phương với mô hình phát triển bền vững dựa trên việc tìm kiếm sự cân bằng giữa ba yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường, gắn với nâng cao năng lực chống chịu, sẵn sàng ứng phó trước các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng cực đoan hơn. Hệ giá trị của tỉnh, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và hệ giá trị con người Quảng Ninh có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, tương hỗ thúc đẩy nhau, thậm chí nhiều giá trị giao thoa, chuyển hóa lẫn nhau, hòa quyện trong nhau. Thông qua hội thảo, những đánh giá và bài học kinh nghiệm rút ra từ việc khẳng định vai trò của tư duy và hành động đột phá của Quảng Ninh là cơ sở nhận diện, gợi mở những tầm nhìn tư duy hành động đột phá mới, căn cứ đưa ra những giải pháp chính sách nhằm thúc đẩy cho sự phát triển toàn diện bền vững của Quảng Ninh trong thời gian tới. Chúng tôi cho rằng hội thảo có cái giá trị hết sức quan trọng, đặc biệt là được nghe các nhà khoa học, các nhà quản lý hàng đầu Việt Nam đánh giá về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn trong quá trình tư duy và các hành động đột phá của tỉnh Ninh trong suốt giai đoạn phát triển thời gian vừa qua. Đồng thời thì trên cơ sở đó thì chúng tôi thấy rằng có niềm tin sâu sắc hơn nữa vào sự lãnh đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh trong cái công cuộc phát triển đổi mới của tỉnh trong giai đoạn vừa qua và thời gian tới, cũng như định vị trách nhiệm của từng địa phương trong cái xác định vị trí vai trò trách nhiệm trong cái sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn tới. Tháng tới thì Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục là tham mưu phát triển hạ tầng giao thông để mà liên kết vùng, liên kết với các cái địa phương để thúc đẩy giao thông kết nối, và từ đó thì sẽ góp phần phát triển kinh tế toàn vùng và trong đó có phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh. Việc tổ chức hội thảo tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh, giá trị lý luận và thực tiễn không chỉ góp phần làm sáng rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn của Quảng Ninh trong tiến trình đổi mới đất nước, đúc rút những bài học kinh nghiệm quý cho các địa phương khác trên cả nước, mà còn gợi mở những tầm nhìn tư duy hành động đột phá khả thi, tạo ra xung lực mới cho sự phát triển Quảng Ninh trong giai đoạn mới.